Hello anh em, đây là hôm nay lên clip về Tân Hòa đít tròn nhá. Đấy, hai con này thì mình móc hết rồi. Đấy, anh em xem đây là đít bô này, thân bô này, mã nó sẽ, đây, tem Tân Hòa đây, mã nó sẽ đẹp hơn Gucci rất là nhiều. Đấy. Rất sáng luôn. Đấy, 110 thì chế tai chế cổ, còn quay 100 thì mình chế tai nhé. Giờ test tiếng bô 110 này. Tròn khoảng 110 này.